Em chào cả nhà, hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy cắt sắt bàn của Shindawa. Con này là cắt sắt ưu nhanh lưỡi hợp kim mini. Đó, em sẽ xoay một vòng máy cho cả nhà xem ha. Con máy này về hình trạng còn rất là mới ha. Đây. Mới hơn 90%, nước sơn dinh của nó còn rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Đây là phần dưới của máy. Đó. Còn đây là phần lưỡi hợp kim. Lưỡi hợp kim này em coi á là không mẻ một găng nào và còn khá là mới, do nằm bãi là nó có bị hoen rỉ ha. Đó. Còn ở đây là vẫn bảy màu này kia các kiểu. Em xin đọc thông số của con máy cắt sắt bàn Shindawa Mini này. Thì con máy cắt sắt bàn Shindawa Mini này nó có model là LA66. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng nguồn điện nguyên dinh là 100V 12A. Thì 12A có công suất tương đương là 1150W, có vòng tua nhanh là 5500 vòng 1 phút. Con máy này sử dụng cỡ lưỡi là 180 nhưng cho cốt là 20. Tổng cân nặng của một con máy như thế này nó nặng là 9 kg 3 kg. Rồi, ở nhà coi nha. Máy hoạt động. Rồi, em sẽ mở ra cái phần này á, là cái phần phổ gớp. Thì nó khá dễ dàng cho cả nhà tham khảo và coi qua. Đó, có nhiều con không mở được. Và đây, và cả nhà coi cái phần cổ gớp của máy ha. Rất là đẹp, gần như chưa sử dụng luôn. Mà nó dễ mở thì em sẽ mở ra và cho cả nhà coi ngay tại chỗ, là nhìn thấy cái cổ gớp và rua to của nó rất là đẹp. Hàng em đã mở ra kiểm tra. Đó. Rồi, em đã chuẩn bị một cây sắt vuông 33. Nếu con này thông số của nó ghi là LA66 thì nếu mà gửi cắt của nó lắp á, mà lắp lưỡi 205mm á thì nó sẽ cắt tối đa được 6x6 nè, 6x6. Còn hiện giờ những tất cả những cái dòng máy này về hầu như á là 100 con, là hết 100 con đều lắp lưỡi là 180, đó, cao lắm là 185, chứ không thấy con nào cắt lắp lưỡi lớn hơn. Thì hình như là không có lưỡi hợp kim 205 hay sao á, bán bao nhiêu năm mà không có con nào. Có xích vô chút ở trên phố làm luôn. Đó, thì bây giờ em sẽ bắt máy và cho cả nhà xem cái độ gọi là cắt ngọt của lưỡi kim như thế nào ha. Khi cắt hộp kim á, nó sẽ phôi khi đưa ra nó hơi ấm ấm thôi, nó không có nóng. Và cả nhà sẽ coi cái phôi cắt nè, lưỡi rất là bén nha cả nhà. Đó, nhìn cái phôi cắt. Và cắt khi mà cắt lưỡi hộp kim thì nó sẽ không có bao vớ. Đó, và cả nhà xem ha, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, thì em sẽ đọc lại thông số cho cả nhà nhớ về thông số máy của con máy cắt sắt bàn mini Shindawa lưỡi hợp kim tua nhanh này. Thì con này là con máy cắt sắt bàn của Shindawa, có model là LA66. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng điện nguyên dinh là 100V 12A, công suất là 1150W,
có một tua nhanh là 5500 gfm, con này sử dụng cỡ lưỡi là 180 nhưng cho 20 đó, lưỡi là không mẻ răng nào và rất là mới, gần như là chưa qua sử dụng do nằm bãi nó có phần hoang dĩ và cắt rất là ngọt nha các nhà. Thì em qua tình trạng thì con này chỉ mới hơn 90% thôi, và ở đây có phần bị gọi là về cong, em thấy ở đây có phần nứt ở đây đó, có phần nứt nhẹ nhưng mà không ảnh hưởng gì ha. Rồi thì em sẽ bán cho cả nhà một con máy như thế này với cái giá là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói, cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận hàng và test máy các kiểu ạ. Em cảm ơn cả nhà.